Sự đáng thương và nỗi đau của Trường Giang. Nói Trường Giang là thủ phạm chính của những sóng gió vừa tràn qua showbiz Việt, chắc không ai phản đối. Mớ rắc rối tình cảm và thói quen bắt cá ba nhiều tay của chàng trai danh hài đã khiến cả làng giải trí được một phen dậy sóng. Rõ ràng, với vị trí là kẻ gây chuyện chính, không một luật sư nào có thể bào chữa hộ Trường Giang cho những sai lầm anh phạm phải. Trường Giang, nạn nhân trong tấn bi hài kịch của chính mình. Có điều, hầu hết mọi thông tin có liên quan tới Trường Giang đều chỉ là từ một phía. Cho tới tận thời điểm này, chàng danh hài vẫn chưa một lần lên tiếng giải thích hay biện minh bất cứ điều gì. Vụ việc ngày một bị đẩy đi xa hơn trong sự thinh lặng của Trường Giang, và dường như nó đã vượt quá giới hạn của một chuyện lùm xùm tình cảm. Từ vai thủ phạm, Trường Giang cũng đang kiêm thêm cả một vai nạn nhân trong tấn bi hài kịch của chính bản thân mình. Xét trên nhiều góc độ, Trường Giang cũng là một gã đàn ông khá đáng thương, tài năng, đa tình và có thừa sự từng trải, lọc lõi. Nhưng rồi tất cả mọi thứ Trường Giang có được đều đang sụp đổ một cách nhanh chóng bởi lòng dạ đàn bà. Nực cười thay, những người tham gia vào cuộc lật đổ chàng nghệ sĩ đều là những người anh từng yêu thương, gắn bó chẳng ít thì nhiều. Nói một cách cay nghiệt thì đó là cái giá mà ngôi sao này phải trả. Nhưng nhìn nhận lại một cách đa chiều thì Trường Giang cũng là một nạn nhân bi thảm mà thôi. Không ai đau đớn hơn Trường Giang hết, kể cả Quế Vân lẫn nam em. Những cô nàng từng đến với Trường Giang một cách bí mật kia chẳng có ai xứng đáng gọi là nạn nhân hết cả. Trường Giang ít nhất cũng không lừa dối họ, hoặc nếu có thì cũng chỉ là từ phía lời tố cáo đầy cảm tính họ đưa ra. Chuyện tình Nhã Phương Trường Giang là thứ cả nước biết tới và chẳng có lý do gì để các cô nàng Quế Vân hay nam em không hay biết gì. Chuyện tình của họ là sự chấp nhận tới từ đôi bên, và dù có lấy thứ gì ra để lấp liếm thì cũng không thể phủ nhận đó là lựa chọn mà những cô nàng kia tự quyết định cho mình. Chưa kể, vì các cô nàng thì nhào đổ vấy trách nhiệm cho Trường Giang mà quên bẵng đi nhờ có sự đồng ý của mình, chuyện tình tay ba tay bốn mới có thể xuất hiện, cũng là một tình tiết khá nực cười. Các cô nàng showbiz cỡ như Quế Vân vốn có rất ít sự ngây thơ và thừa sự lọc lõi trải đời, nhưng trong câu chuyện họ kể, họ đều biến hình thành thỏ non trước con cáo già gian ác duy nhất Trường Giang. Đám đông bị sự thương xót, xúc động nhất thời tác động không nhỏ tới ánh mắt và suy nghĩ. Hình ảnh vốn rất tệ của Trường Giang sau khi bị thêm mắm thêm muối qua lời kể của những cô nàng lại càng xấu xí hơn, ác cảm hơn. Tiếc rằng, tất cả những lời kể đó hoàn toàn đến từ một phía, và liệu có ai không kể lể toàn những điều có lợi về mình? Chưa kể, những tình tiết chưa được kiểm chứng cũng mặc định được coi là sự thật, dù những thứ bằng chứng kiểu lời anh ta đã nói thuộc dạng gần như không thể xác minh. Có điều ở thời điểm này, nó vẫn được coi là những bằng chứng thép để đám đông kết tội Trường Giang và dành sự thông cảm cho người kể chuyện. Trong câu chuyện này, cái đau nhất của Trường Giang không chỉ là việc bị những người cũ đồng loạt trở cờ, mà còn là chuyện một mình phải nhận sạch trách nhiệm trong câu chuyện mà anh không phải là thủ phạm duy nhất. Bi kịch hơn, việc không thể nào mở miệng trong thời điểm nhạy cảm này càng khiến anh lún sâu vào mớ tai tiếng mà lời tự kể thảm thương kia mang tới. Đau mà không nói nổi, thế mới thật sự là đau. Trường Giang là nạn nhân của những điều gì? Nói một cách công bằng thì Trường Giang cũng khá tội nghiệp, chứ không hẳn hoàn toàn đáng trách. Tất nhiên, chẳng ai tội nghiệp anh ta chuyện bắt cá 4 năm tay. Cái đáng tội nghiệp của Trường Giang chỉ là không lường nổi hết lòng dạ đàn bà. Có lẽ trong mơ Trường Giang cũng không dám nghĩ có ngày những mối quan hệ bí mật của mình bị lòi ra ánh sáng bởi chính những người từng cùng mình che giấu chúng. Nhưng đó mới chỉ là cơn đau thứ nhất mà chàng danh hài phải gánh chịu mà thôi. Cơn đau thứ hai và cũng là cơn đau dữ dội nhất, đó chính là chuyện danh hài như thể bị bán đứng, không thương tiếc, không chỉ vì những rắc rối trong tình cảm. Nguyên nhân chính khiến Trường Giang bị tập thể người cũ bán đứng trên mặt báo có nhiều cách giải thích khác nhau, nhưng có một lý do không thể nào phủ nhận, vì anh có giá. Từ chuyện nam em vô tình kể chuyện đúng thời điểm đánh mạnh vào thị trường ca nhạc, cho tới việc Quế Vân bỗng dưng nổi cơn đau tình sau vài năm im ắng. Ai cũng có thể hiểu được điều gì đang xảy ra với ngôi sao hài ăn khách. Nếu anh không phải Trường Giang mà là một anh chàng vô danh nào đó,
không có chút ảnh hưởng trong showbiz. Chắc chắn bí mật tình cảm của anh sẽ được rất nhiều ngôi sao nữ giữ giùm. Như cách mà nhiều người tình giấu mặt của showbiz vẫn an toàn tuyệt đối trong sự kín miệng của những bóng hồng khác đấy thôi. Cơn đau cuối cùng của Trường Giang mang tên gọi phận làm nền. Từ vị trí ngôi sao làng hài hàng đầu showbiz, giờ đây anh đang ngậm ngùi cam chịu làm phông nền cho người khác tha hồ biểu diễn. Từ việc làm phông nền cho Quế Vân thể hiện sự ngây ngô, đáng thương và si tình, cho tới đóng vai ác để làm nổi bật sự trong trắng, cả nghĩa đen và nghĩa bóng của nam em. Với bất cứ ngôi sao nào, việc làm nền cho người khác luôn là một điều khó lòng chấp nhận, ngay cả trong nghệ thuật chứ không nói tới cuộc sống đời thường. Vậy mà ngôi sao hai danh tiếng đang phải ngậm ngùi cam chịu tình trạng đó suốt nhiều ngày qua, thậm chí với mức cát-xê chỉ trị giá 0 đồng. Đáng trách thì cũng đã trách rồi, đáng ghét thì cũng đã ghét rồi, nhưng đáng thương thì hình như Trường Giang cũng không phải không xứng đáng. Ít nhất thì nếu nhìn một cách đa chiều, anh chàng danh hài cũng có thể được gọi là nạn nhân của những thứ scandal nhiều toan tính của showbiz Việt, chứ không phải là thủ phạm duy nhất cho mọi ồn ào. Đây là điểm chung của hai người tình mà Trường Giang không thừa nhận tình cảm. Cựu người mẫu Quế Vân và Hoa Khôi Nam Em đều từng công khai có mối quan hệ tình cảm với Trường Giang. Tuy nhiên, nam danh hài xứ Quảng lại chưa một lần xác nhận chuyện tình ái với hai chân dài xinh đẹp này. Trước khi lọt vào danh sách người tình của Trường Giang, Quế Vân và Nam Em có rất nhiều điểm tương đồng. Khát khao làm hoa hậu, có danh hiệu nhan sắc nhất định. Nam Em là một trong số những người đẹp nghiện thi hoa hậu. Thời chưa ai biết đến, cô ghi danh vào cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014, nhưng khá nhạt nhòa và không đạt được thành tích như mong muốn. Sau đó một năm, người đẹp sinh năm 1996 dự thi Hoa Khôi Đồng bằng sông Cửu Long. Nhờ ngoại hình dễ nhìn cùng sự tự tin, cô vượt qua loạt ứng viên sáng giá để đăng quang ngôi vị cao nhất. Khát khao có được danh hiệu cấp quốc gia, Nam Em còn dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, nhưng chỉ lọt vào top 10 chung cuộc. Năm 2016, mỹ nhân gốc Tiền Giang đại diện quốc gia dự thi Hoa hậu Trái đất. Cô được sự giúp sức của ekip chuyên nghiệp và đặt quyết tâm cao. Nam Em đạt thành tích top 8, vị trí chưa có người đẹp Việt Nam nào chạm tới khi chinh chiến tại sân chơi này. Chưa kể những lần rút hồ sơ thi nhan sắc trong nước vào phút chót, Nam Em vẫn đang nung nóng mong muốn được một lần nữa đem chuông đi đánh xứ người. Với Quế Vân, cô xuất thân là một người mẫu sở hữu chiều cao vượt trội cùng gương mặt cá tính. Nhiều năm lăn lộn trong showbiz và thử sức với loạt lĩnh vực khác nhau. Năm 2013, Quế Vân chạy theo trào lưu đi thi nhan sắc bằng việc ghi danh vào cuộc thi Hoa hậu Người Việt Thế Giới tổ chức ở California, Mỹ. Lợi thế vóc dáng, truyền thông và tên tuổi đã được nhiều người biết đến. Quế Vân bước lên bục nhận danh hiệu Á hậu 1 kèm giải Người đẹp tài năng trong đêm chung kết. Tuy nhiên, khi về nước, Quế Vân bị cơ quan chức năng nhắc nhở vì đi thi chui. Thử sức với nhiều lĩnh vực nhưng không thành công. Dù có cơ hội phát triển nghề người mẫu trong làng giải trí Việt, song Quế Vân lại hoạt động khá cầm chừng. Có thời điểm cô bất ngờ lấn sân sang ca hát và phim ảnh bằng việc đóng một vài vai nhỏ trong các dự án phim truyền hình và đầu tư để ra mắt những sản phẩm âm nhạc chuyên nghiệp. Giai đoạn năm 2006, Quế Vân được khán giả nhớ tới khi sở hữu ca khúc Đừng xa em nhé. Tuy nhiên bài hát này không đủ sức nóng để giúp cho mỹ nhân sinh năm 1982 bứt phá và sẽ hướng hẳn sang công việc của một ca sĩ. Vài năm sau đó, Quế Vân rời xa hào quang showbiz để tập trung kinh doanh. Khi tái xuất bằng việc tung thêm nhiều ca khúc mới, Quế Vân vẫn không được số đông khán giả nghe nhạc quan tâm. Hiện tại, Quế Vân dừng cả công việc người mẫu, ca hát lẫn diễn xuất. Trước khi thi Hoa hậu, Nam Em là sinh viên khoa thanh nhạc trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Khi tên tuổi được nhiều người biết đến, Nam Em ra mắt một số MV như Tết Sang, Tội cho cô gái đó, nhưng không tạo được hiệu ứng. Cùng với ca hát, Nam Em còn đảm nhận những vai diễn quan trọng trong phim điện ảnh Loto 7980. Nhưng diễn xuất của cô gái này còn gây nhiều tranh cãi, thậm chí còn nhận lời chê bai của khán giả, truyền thông. Sang năm 2018, Nam Em ra mắt MV cùng anh đi xa, kèm công bố chuyện tình cảm với Trường Giang. Dù tận dụng scandal để gây chú ý, nhưng sản phẩm chỉ đạt được sự quan tâm ở mức vừa phải. Sau loạt MV không thành công, Nam Em đang ấp ủ việc ra mắt thêm nhiều sản phẩm mới. Tính cách thẳng thắn, không ngại những phát ngôn đụng chạm.
Điểm chung dễ nhận thấy ở Quế Vân và Nam Em đó là cả hai sống khá thẳng thắn và không ngại lên tiếng về những sự việc liên quan đến mình. Cụ thể như chuyện tình ái, Quế Vân và Nam Em không né tránh gạch đá của dư luận bằng việc công khai những bằng chứng, kỷ niệm thời yêu nam danh hài với giới truyền thông. Trước đây, Quế Vân từng mạnh miệng gây chiến với loạt đồng nghiệp trong showbiz Việt như Trang Trần, Pha Lê, còn Nam Em cũng không kém phần ồn ào với loạt phát ngôn liên quan đến tình tiền, đại gia.